Lúc theo anh chưa đến đây là nào phải không? Chưa. Bây giờ tốt thật đấy, lâu tôi không đến rồi. Anh lên chỗ này này, gần đơn nắng. Tôi để vừa đây. Để anh cứ lấy. Anh có biết lấy không ấy? Anh đừng có đi chép vào nhắm hết rau ấy. Anh có chép đi, dép của anh to ấy. Không cần. Để anh nhắm hết cái kia này. Với mẹ anh chưa về, tôi với mẹ của anh về đây gieo ấy. Có anh được nhiều chưa? Chưa, cô được nhiều chứ? Được khá khá rồi. Chiều không phải chi bò. Để anh mang cho tôi mang đi. Anh lấy được ít thế. Tôi lấy chúng mình. Ngồi luôn. Đi dép ạ. Anh kéo cầm nó ra. Đi không. Nhưng mà cái này nó thấp quá nhỉ.
Làm sao? Lạnh không? Bút luôn này. Đẹp luôn đấy. Yêu không? Là thơm một cái nào, bột thơm một cái nào. Thơm một cái nào. Cắn thì bẩn lắm. Không sao. Đâu xong quả cá hôm nay có chưa? Mình lấy đi bán nhỉ? Đấy, tìm xem có thể quả nào đâu. To này được không? Hái đi nào. Trời ơi, bẩn hết tay. 1, 2, 3 là ít quá, không bán được nhỉ, thì ăn thôi nhỉ. Đi vào nhà bố con đi làm nhé. 3, 7 em này. Một bài thể dục buổi chiều này. Buổi sáng này. 1, 2, 3 hít vào hít ra này. Hít vào hít ra. Hít vào hít ra này. Này. Đứng rồi. Này. Đây là thể dục buổi sáng. 1, 2, 3 hít vào hít ra, tay sang ngang, tay ra lên trời, tay căng trước cái mặt, luôn cả hai tay. Đứng lên nào. Đứng lên chứ. Mà mà đi con nhá. Nào không không giấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sôi thôi mà. Cháu không uống. Cháu uống một tí. Nóng quá cô phải đi. Cô có uống không? Không, cô chỉ đi uống sơ. Cô đi quét nhà và dọn quét sân phần thổ. Vâng. Cháu đi làm rau không thì nấu. Nẹt ít đủ bữa thôi nhỉ. Vâng. Anh đi lấy cho tôi một cái rổ. À bụi quá đấy cô có không? Cô ba, cho cháu ăn cái gì để còn một ít để tôi ăn. Băng này đủ bữa chưa? Đủ. Sợ anh ăn nhiều. Bình thường cứ nhạt như này thôi mà. Chứ có ăn nhiều không? Rồi ăn ít lắm. Sợ ăn, sợ ăn như mèo. Ăn nhiều lần. Mẹ anh chăm chị nhỉ? Vừa về ra làm việc tiếp rồi. Làm việc thôi. Thì anh... anh cũng không chăm mấy. Nó thẳng hàng. Không cần đâu. Anh phải xếp cho tôi như này. Đấy, như này chứ. Nó rửa mới sạch. Mà anh quét sớm thì không bụi rồi. Nói như thế là anh còn không biết. Đang loạn não không? Đang loạn não. Đầy rộ rồi. Chưa đầy. Sao tí này anh để cho nó mất. Bạn đang nghĩ gì? Rồi nhà nhặt rau xong rửa sạch xong nấu nhá. Vâng. Cô đi. Cô đi đó. Lát cho bụi trúng mắt. Nóng quá rồi. Cô nhặt đi nhá, tôi đi thay quần áo. Anh bỏ vào đây, tôi mang đi.
đủ hộp hả? Một hộp cuối à? Cho anh ngoan này, nó không nhớ chứ nào. Cho nó tắm như thế mà nó không chạy. Không biết cô đi đâu nhỉ? Anh có biết sáng anh dậy sớm hơn tôi, anh có biết đâu? Tôi không biết đấy. Hôm nay thì đi suốt, lúc anh hỏi nhà cũng đi mà. Tức là đi làm việc gì đấy. Chắc chuẩn bị nấu cơm ăn đấy. Kể nóng nhỉ? Không biết mà ăn món gì. Dầu. Trời nắng, đi lại phơi thau à? Có. Anh, cái con thằng nào? Con thạch sư hay thằng nào? Cái chanh như thế nhiều hơn. Con bướm ở gần đấy. Ta lại có tiếng bướm gần. Rồi. Anh đi đây làm gì? Em đi về gặp anh đây à? Đi. Mỗi quà cho anh. Tôi về là tôi không muốn gặp anh đâu, anh đi về đi. Tôi không muốn gặp anh đâu. Anh nói chuyện với anh ta, không bảo anh ta về đi nhé. Cô ấy không muốn gặp anh thì anh vừa anh đi về đi. Du. Cô ấy không muốn gặp anh. Du. Tôi không muốn gặp anh thì anh đi về đi. Du. Thôi, cậu cho tôi vào thăm vợ tôi đi. Anh đi về đi. Cho tôi thăm vợ tôi một tí. Tôi không muốn gặp anh rồi. Du ơi. Thôi, cho anh ngồi đây tôi nói chuyện với anh.
Anh ngồi đây. Tôi không ngồi đâu, cậu vào trả vợ tôi cho tôi đi. Cô ấy không nhớ thì tôi cứ trả vợ đi. Cậu không thấy con của tôi đang khóc đây à? Mà cô cậu không cứ nhớ giữ cô ấy làm gì? Cô ấy không nhớ vì hết, tôi không trả đâu. Du ơi! Cô ấy có đi đâu? Thôi. Du! Du ơi! Rồi! Cậu, anh... cậu đi làm gì tôi? Hả? Anh... Cậu trả vợ tôi cho tôi đi! Cô ấy không nhớ vì hết, tôi cứ trả vợ đi. Anh bỏ ra. Cậu không níu kéo cô ấy ở đây làm cái gì? Nhưng mà cô ấy không về với anh đâu. Đưa vào, đưa cô ấy về trả tôi đi. Cô ấy không đi với anh đâu. Con tôi còn nhỏ sao tôi nuôi được. Cậu cứ giữ cô. Tôi không vợ tôi ở đây làm gì? Tôi không bắt cô ở đây nhưng mà cô ấy không nhớ gì hết. Cậu trả vợ tôi cho tôi đi. Cô ấy không đi với anh đâu. Bây giờ tôi còn con nhỏ sao tôi nuôi một mình được. Du ơi! Để khi nào cô ấy nhớ đã. Du! Giờ cô ấy không nhớ gì hết. Cậu, anh đi tôi về không đi. Biết đâu, hôm nay tôi phải đưa vợ tôi đi về. Anh đi về đi, cô ấy không đi đâu. Tôi đi về đi. Anh đi. Đuổi, về em đi. Về với anh đi. Anh đi về đi, cô ấy không đi đâu. Hả, cho vợ tôi cho tôi đi. Anh đi về đi. Đi cho tôi. Cô ấy không đi với anh đâu. Đuổi. Du. Cô ấy không đi với anh đâu. Em về với anh đi. Anh đi về đi. Đuổi. Em về với anh. Anh đi về đi. Đi. Đuổi. Du. Anh đi về đi. Cô ấy không đi đâu. Cô bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Anh đi về đi. Tôi để đâu rồi. Anh ra đi. Anh đi về đi. Tôi bảo đưa vợ tôi đi về đi. Thôi. Anh đừng có vào nữa. Cô ấy không nhớ đâu. Anh ra. Du ơi. Anh đừng vào nữa. Cô ấy không nhớ anh đâu. Cô ấy làm gì tôi hả? Cô ấy không biết. Tránh ra. Cảm ơn tôi. Cậu không phải con của tôi không hả? Tôi không biết. Tôi bây giờ cậu nuôi được con của tôi không? Cô ấy không nhớ gì hết, tôi không biết đâu. Tôi không biết, hôm nay cậu đi ra để tôi đưa bọn tôi đi về. Anh đi về đi. Giờ tôi phải đưa bọn tôi đi về. Hôm nay tôi phải đưa bọn tôi đi về. Anh cứ ngồi đây. Anh đưa chạy ra, chạy ra. Anh ngồi đây. Em về với anh đi. Anh ngồi đây là chưa tôi. Bỏ tôi cho tôi. Anh bỏ ra đi. Cậu đưa. Đưa vợ tôi cho tôi nhé. Anh đi về đi. Trả vợ tôi cho tôi nhé. Cậu trả vợ tôi cho tôi đi. Anh bỏ tôi ra. Anh bỏ anh ấy ra. Anh đi về với tôi anh đi. Tôi bảo anh đi về rồi. Anh cứ đi về kéo tôi với anh đi. Tôi bảo anh về bao nhiêu lần rồi. Anh cứ kéo tôi làm bây gì. Con đang anh bỏ ra đi. Anh bỏ ra đi. Bỏ ra nhà anh à. Vợ tôi mà. Anh đi về đi. Đi vào nhà đi. Vợ anh đi về đi. Đi về đi. Anh đi về đi. Đi vào nhà đi. Không. Đi về với anh đi. Anh bỏ tôi ra. Anh bỏ ra. Đây là vợ tôi mà. Đi về. Anh bỏ ra đi. Không đi với anh đâu. Anh đi về đi. Du ơi. Anh đi về đi. Du. Du ơi. Anh đi về đi, tôi không bảo anh đâu. Đi về với anh đi. Mở ra. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Anh đi về đi nhá. Du
mặt bao giờ, quay về đi nhá. Anh đi về đi. Em mai đừng có mặt quay về nữa. Em ở đây luôn đi. Mai em đừng có quay về nữa. Em ở đây luôn đi. Mai em đừng có về nữa. Em đừng có mặc quay về với anh nữa. Ở đây luôn đi. Đừng có mặc quay về nhà nữa. Nha. Em ở đây luôn đi. Đừng có mặc bây giờ về. Con thì không trông. Anh ta về đấy. Thế đi ra đằng sau. Anh ta về. Anh ta về đấy. Ừ, ta về. Tôi bảo không biết anh ta là ai rồi anh ta cứ về đây tìm tôi. Anh ta mua khoản cho cô. Đâu tôi xem. Thôi cái này anh ăn thì ăn đi, tôi không ăn đâu. Con đọc tư. Anh không ăn thì vứt đi. Không ăn. Để chúng tôi đi vứt nhá. Ừ. Cả cái này nữa, vứt hết đi. Cô không nhớ anh ta. Tôi không biết anh ta là ai đâu. Mà anh ta cứ suốt ngày về tìm tôi. Cô có sợ anh ta mà lại về tìm không? Nhưng mà anh ta nói thì không biết anh ta có đi tìm không. Không biết. Nhưng mà anh bây giờ anh phải ở nhà thì anh ta cũng không tìm tôi. Thôi anh vào này. Anh có mang cái này đi với đây. Để mang đi với đây. Anh mang đến xuống ao đi. Đang có khóc rồi đấy. Về nhà đi.
mùi thế. Đi ốm rồi. Gà ốm rồi à? Ừ. Nào, cho con làm đây nhé. Con bôi lau mặt cho. Mình không cần mẹ nữa nhỉ. Không tìm mẹ về làm gì nữa. Đây bẩn này. Nào. Nào, nằm cẩn thận, sắp tối rồi. Uống cây rau một tí, không ai nó héo hết. Nằm đấy nhá. Được chơi của nhím đâu. Thank you.
À. Đâu đồ chơi của nhiễm đậu đây này. Mm.